Hello và chào mọi người đã cùng đến với tập 5 của Minecraft for Pokemon và mình là Zilcat. Ok, thì ngày hôm nay là chỉ có một mình thôi. Thanh niên Burgerby hiện tại đang bận việc gì đó các bạn nên là không vào trong cái tập ngày hôm nay ha. Ok, thì ngày hôm qua mình có livestream vào buổi chiều các bạn, cũng có khá là nhiều bạn theo dõi. Và ở trong buổi livestream chiều ngày hôm qua mình có bắt được một bé ngựa đây. Và một bé ảnh ương cũng như là một con cá chép các bạn ạ. Đây, bé ngựa này mình thấy khá là khổng lồ luôn. Nên là mình đã bắt vào. Đấy, nói chung là con này mới có level 30 à, khá là dễ bắt. Và với lại mình có thể cưỡi được nha. Đó, nó giúp mình tăng tốc độ di chuyển nên là mình mới bắt mấy con ngựa như thế này. Wow, nhìn khá là tuyệt vời luôn ha. Thì nó là hơi đắt nha các bạn. Với lại con cá chép này. Đây, con cá chép mình bắt bằng quả gọi là Greybone đúng không? Đúng rồi. Thì đây là con cá chép, nghe nói là có thể hóa rồng được các bạn à. Nên là mình sẽ bắt vào trong những cái tập trước. Thì mình ráng bắt con cá chép này để coi sau này nó tiến hóa thành rồng như thế nào. Nói chung là cũng tò mò nên là bắt thử luôn. Rồi với lại thì ở trong tập trước là các bạn đã biết rồi, mình đã thu phục một con boss. Thì con boss có tên là Arawanic. Đấy, khá là đã luôn đúng không các bạn. Nó là một con côn trùng với hệ nước các bạn à. Wow, tiếc là cái là mình không thể cưỡi được thôi. Con này khá là khổng lồ luôn. Nhưng mà nó không mạnh bằng con khỉ lửa của mình. Con khỉ lửa của mình thì đây. Nó đã tiến hóa lên được cấp 3 rồi các bạn. Và hình như chúng ta có thể tiến hóa lên được nữa. Đây. Tiến hóa lên được nè, thành màu hình như tiến hóa mega sao đó, thành màu màu đỏ các bạn à. Da nó thành màu tím rất là ghê. Nghe nói là mình phải đánh boss khỉ lửa rồi chúng ta lấy viên ngọc kia chúng ta ép vào mới có thể nâng cấp lên con khỉ này của mình được. Hiện tại con khỉ mình có một chiêu đam khá là khủng, đó chính là Close Combat thì 120 đam lận. Còn Pikachu thì để mình xem coi. Pikachu đây. Pikachu của mình hiện tại là chiêu đam cao nhất là một cái 90 thôi các bạn. Nghe nói là lên level 50 mấy 60 gì đó nó tiến hóa thành Raichu ha. Rồi, nói chung là tập này chúng ta cũng cày luôn. Hiện tại khỉ lửa mình cũng khá là máu khá là khủng rồi. Ui, ở bên đây có con gì vậy? Hardier hả? Để mình coi ai. Con này cưỡi được không nhỉ? Con này hệ nước. À lộn, bấm nhầm con cá chép. Con này hệ thường thôi các bạn. Ôi, mấy con thường này mình chắc mình không bắt đâu. Tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng làm cho xong cái máy máy tự động tạo cái bóng poke các bạn. Nhưng mà chúng ta thiếu là bóng chất nhờn nè. Mình nghĩ là trong tập ngày hôm nay mình sẽ đi ra đầm lầy để mà mình bắt một số con Pokemon có hệ bóng chất nhờn cái kiểu. Ui trời mưa rồi. Chán thế. Bên đây có con gì đây? Đây là mấy con trồn bình thường thôi. Mình bật bản đồ coi. Ui bên đây có cái một cái gì nữa các bạn. Đây nè. Nghĩa mình sẽ đi qua bên đây ha. Chắc là chúng ta sẽ đi qua cái ngọn núi này nữa các bạn ơi. Rồi mới tới, còn xa lắm. Thôi nhưng mà cứ đi thôi. Ồ chỉ là một cơn mưa rào bình thường thôi. Vậy là đã hết mưa rồi nha. Đây vậy là mình cố gắng bắt một cái con hệ bay nào đó để mà chúng ta có thể bay trên bầu trời cho nó dễ hơn. Con này là con đá, mấy con này nó độc. Ôi từ từ để mình có con này bay được không vậy? Con này bay lơ lửng nè các bạn. Đúng không? Sao cứ bấm. Đây đứng yên coi. What the hell, nó cứ chạy. Nó cứ chạy thế này. Không coi được, thôi cởi đi. Chứ lại mình lên đây mình tìm một số viên ngọc luôn. Mấy cái viên khoáng thạch Pokemon hay nằm ở trên núi lắm các bạn à. Đâu rồi, ở đây thì không có đâu thôi. Nhưng mà chúng ta di chuyển qua đầm lầy trước cái đi rồi tính gì tính. Hiện tại cách mình 100 mấy block có một cái Pokechat nè. Để mình thử qua mình coi coi. Đây đây, trước mặt mình đây nè. Thường ở trong rừng này hay có mấy cái con hệ đặc trưng lắm các bạn à. Đây, còn ba mấy block nữa mình ghé qua coi là trong đây có cái gì nha. Hình xui có đồ ngon thì sao. À thôi chết. Quên. Lưu điểm này lại cái đã. Mình về nhà mình cắt rương cái đã. 1, 2, 3 đi. Rồi, mình về nhà mình cắt cái tạo cái rương cái đó các bạn ơi. Chứ mình đổi cái vườn ra ngoài kia ngủ cho nó nhanh ha. Trong đây cho thằng Burgerby nó ngủ ở đây đi các bạn. Mình sẽ chuyển ra bên đây. Đó, mình sẽ chuyển ra ngoài đi. Tạm thời ở ngoài trước. Với lại sau này mình rủ thêm một số thanh niên vô nữa. Rồi, sau đó chúng ta sẽ xây một căn nhà ở đây chứa Pokemon rồi làm đấu trường ở đây luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ để cái giường ở đây đây ha. Tạm thời ngủ canh mấy cái cây này luôn. Ok, các bạn chế tạo. Đặt ở đâu đây? Đây đi. Tạo một ít cái rương, hai cái rương thôi. Rồi, sau đó chúng ta để đồ vô. Đây. Để những cái thứ không cần thiết vào nè. Kẹo này thì mình đánh boss mới có được nha các bạn.
Đấy, mình đánh boss, mình cày khỉ, mình lên level tới level 61 luôn rồi. Wow, khá là dữ luôn. Rồi, cắt mấy này lại đi. Ok. Rồi, lên đường thôi. Nãy mình đặt ở đâu? 1, 2, 3 đúng không? Đây, Pokéchest ở trên đây. Từ từ, mình lên đây mình lấy cái rương cái đã. Có nhiều bạn kêu mình là chỉnh ở chế độ bình yên đi, để cho không có tốn thức ăn, để tập trung vào bắt Pokemon. Nhưng mà mình không biết chỉnh chế độ bình yên chúng ta có bị mắc cái gì hay không nữa. Thì thôi, cứ để chế độ này chơi cũng được, không sao. Thức ăn thì mình đánh mấy cái con vật kia là mình đánh một số Pokemon thì chúng ta cũng có thức ăn rồi. Ghé qua đây coi. Chúng ta được gì vậy? Chúng ta được một cái die hit. Die hit là gì? Die hit không chế tạo được à? Không để vô con ngựa mình được luôn. Thôi cứ lấy đi. Master Chest cách đây là 110 mấy block này các bạn. Ui, ghé qua Max. Ui, ở trước. À, vậy là nó nằm trên cái ngôi đền mình đang đi tới luôn nè. Ngon lành. Ồ, ở đây có một cái con cua nè. Con kèn cua các bạn. Hệ nước. Wow. Con này hình như tiến hóa lên nó bự hay sao nè. Con này trong những cái tập đầu tiên của phim Pokemon chắc hẳn ai cũng biết rồi mà. Ui, con này con gì vậy? Solosik. Solosik là một con tròn vo vậy. Hơi nước. Ôi lộn lộn, mình bấm vô con cá chép rồi. Con này nhỏ quá, mình không có xem thông số được. Nhỏ quá, nhỏ quá. Ui, mình gặp ai vậy? Chạy đi. Để mình đổ qua con khỉ cái đó. Ủa, nó không cho mình chạy luôn hả? What the hell? Ui, ở trên đây có mấy cái con Pokemon gì đúng vậy? Để mình đánh xong con này cái rồi mình lên luôn ha. Từ từ ơi, mình sẽ chuyển sang con khỉ của mình đấm cho nó một phát. À, nó không cho mình chuyển ha. Vậy đánh xong chiêu này đi rồi chúng ta chuyển. Ui, máu mình lại bị rút rất là mau luôn nè. Chạy được chưa? Chưa chạy nữa hả? What the hell? Ui, con ngựa mình chủ yếu để di chuyển thôi, chứ con ngựa này là đâu có đánh mạnh gì đâu. Rồi cho nó xử con ngựa xong đi. Ui, con ngựa cũng đánh thắng nữa hả? Ô, chúng ta được cộng Ender nè. Ender có thể làm được cái gì trong đây không? Ender Pearl. Chúng ta có thể tạo... À, nói chung là cũng... Ui, Charm Fall, nói chung là cũng không có làm được cái gì đặc biệt hết. Chúng ta một gặp một cái con này nữa rồi. Đổi với con khỉ cho nó đấm một phát coi. Dám nhờn với Pokemon của mình hả? Đây, để mình cho con khỉ mình đấm một phát. Không biết con này hại gì nha. Nhưng mà thôi cứ đánh thử coi. Close combat nè, kết thúc trận chiến nè. Rồi, vậy là chiêu lửa này không có ảnh hưởng gì tới cái con đó rồi. Đổi qua Pikachu đi. À, chưa cho đổi ha, chưa cho đổi thôi, đánh thường cũng được. Ui, mấy cái con này sao mình đánh nó không thốn ta. Cho đổi chưa, cho đổi chưa. Rồi, ok. Chúng ta đánh mấy con này được. Lại gặp nữa. Chúng ta đánh mấy con này chúng ta được một cái đuốc nha các bạn. Must slap. Mình đổi con khỉ ra cho nó đấm một phát coi. Mấy con này dám ăn hiếp đồng đội của nó hả? Ây da, mấy con có chơi chiêu độc kìa. Đây, mình đấm một phát cho bay màu luôn. Rồi, đừng có đụng chạm tôi nữa nha. Ok, heal hồi máu cái đã. Rồi, từ từ để mình chuyển Pikachu lên đây. Mình chuyển cho Pikachu lên đây. Mấy con này không biết hại gì, nhưng mà thôi, đưa Pikachu lên trước đi. Chúng ta đi vào đây, chúng ta khám phá thôi anh em ơi. Ở đây là một ngôi đền. Khá là... Ui, lại gặp mấy cái con đèn đó, chưa xem thông số nữa. Pikachu thì chiêu nào cũng mạnh hết nha các bạn. Đấy đâu, mình biết ngay con này bị hệ điện khắc mà. Rồi lại gặp nữa rồi. Rồi đánh cho hết, chết hết luôn đi. Rồi đó. Ta lấy được đuốc nè, để mình cắm xung quanh cho nó sáng rồi. Ây da, lại gặp nữa rồi. Ok, sẵn liền cấp Pikachu luôn. Ở lại gặp nữa kìa. Nhiều quá. Từ từ để mình xem thông số coi. Con này là hệ lửa và hệ ma các bạn à. Từ từ để mình lấy Pikachu ra đây cho nó đánh với con này coi. Để mình xem lại coi. Hệ lửa với hệ ma. Mấy cái con này là giống như là mấy cái đèn giữ cửa chứ các bạn. Có cách nào leo lên trển không ta? Cho nó có một cái Master Chest kìa. Cũng khá là ngon đó. Đây, leo lên từ từ thôi các bạn. Lấy đuốc, lấy cúp hành đào lên nè. Có con gì lạ lạ trên đây không? Lại gặp con hệ ma nữa nè. Chắc mình đánh một phát đi luôn quá à. Ui, mình định thu phục nhưng mà nó chết luôn rồi. Con này có các linh hồn và nước mắt.
Ủa, bên kia có cái cổng kìa. Nếu mà mình có con bay là mình vào cổng nãy giờ rồi. Nhưng mà không có cái con hệ bay mới chết chứ. Con này là Houser hệ ma đúng không? Bắt luôn. Bắt luôn. À quên, giờ không có bóng poke nào ngon rồi. Thôi không bắt. Đợi nào có bóng bóng thường đi rồi bắt sao. Ui. Ui. Bắt đầu ban đêm ra mấy cái con ngon ngon vậy. Để mình xuống mình check con chuột chuồn kia coi con chuột chuồn đó chúng ta có thể bay được hay không. Đấy, để mình coi nha, có thể bay không nha. Ngon, có thể bay các bạn ơi. Giờ mình lấy con nào yếu yếu ra. Lấy con nhện đi. Thôi con nhện cũng hơi mạnh đó nha. Lấy Ponyta đi các bạn. À thôi lấy cá chép đi. Rồi. Mình bắt con chuột chuồn này mới được. Đấy. Con cá chép không biết có chuyện. Mình sợ đánh chết con chuột chuồn quá. À con cá chép cũng ngang ngang level đó, chắc cũng không sao đâu. Hy vọng là chúng ta có thể ui cá chép không gây đam nó luôn kìa. Gây nhưng mà ít. Chúng ta đổi Pokemon đi, đổi Ponyta. À thôi đổi khỉ lửa đi, khỉ lửa có một cái chiêu thường nè. Con này level 25, khỉ lửa 61 hả? Ây à, không được các bạn ơi, mình sợ chiêu thường nó đấm một phát đi luôn ấy. Đây đổi qua con ngựa đi, con ngựa level 30 nè. Rồi chúng ta thu thập con chuột chuồn này về chúng ta bay lượn tìm tùm lum đồ hết. Không biết đánh nó thốn bao nhiêu máu nữa nè. Mình quên xem thông số. Ok, Storm thứ hai. Chiêu này đánh con ngựa đánh thốn không vậy? Ê, ok, giờ đủ. Ai, thu phục thôi. Chắc chắn là dính mà đúng không? Dính không? Dính không? Ui what the hell không dính hả? Ui cha bom là không dính à. Tại vì nó máu nó còn màu vàng quá chắc là không dính. Chúng ta còn một quả level ball nè. Xíu giờ à, mua sao các bạn. Mấy quả này mua được mà. Mình đi mở mấy cái chest mình lấy đồ mình bán. What the hell không dính luôn à. Thôi chạy đi, mình sẽ lưu lại cái tọa độ này. Tại vì mấy cái con bay kia nó ở trên cao quá các bạn à. Nó không cho mình chạy luôn kìa. Thôi mình kết liễu nó luôn nha. Nó không cho mình chạy rồi. Định lấy con ngựa yếu yếu ra đánh nhưng mà không thu phục được rồi. Buồn ghê. Ở đây chúng ta sẽ xếp lại là một điểm, đó chính là ngôi đền. Đấy. Giờ chúng ta quay về. Chúng ta đem cái đe ra ngoài trước luôn đi. Ôi cái đe này để đây đi. Xíu nữa mình đi tìm mấy cái con Pokemon có chắc nhờn á. Rồi chúng ta sẽ lấy cái bóng chắc nhờn. Còn tạm thời thì đợi cái bó đó đi. Sau này mình làm cái máy đây nữa mà. Sẽ tạo được một điểm ở đây chính là nhà house màu màu đỏ đi. Rồi ok, chúng ta sẽ xóa cái điểm cũ nha, xóa cái điểm này, xóa điểm chết. Chúng ta sẽ teleport lại ngôi đền. Ok, hồi máu. À quên, từ từ, về nhà cái gì, mua bóng poke cái đã. Chúng ta ra bắt, không mua là không được chứ các bạn. Con chuồn chuồn này sao bắt khó dính quá. Mình quên xem hải chuồn chuồn là hải gì nữa. Nhưng mà thôi, ghé đây mua bóng cái đã. Uchabon mua tầm 4 quả đi. Rayborn nè, 2 quả. Bóng thường mua 1 quả rồi. Tại vì giờ chưa có đủ thời gian để mà đi chế tạo nên thôi cứ mua đi các bạn. Đâu rồi, ở đây coi coi. Có con nào bay bay mà ở thấp thấp không ta? Xuống mình bắt cái coi. Có con dơi này thì nó cao quá. Con dơi đó nó âm thanh các bạn, phóng loa. Lại gặp nữa, what the hell. Rồi để mình đưa con Pikachu lên. Rồi. Giờ gặp thằng nào là đánh thằng đó luôn á. Chúng ta sẽ lên lại coi. Đờ heo, đánh luôn. Đấy, sẵn cậy level luôn. Đào đá đi. Đờ heo lại gặp nữa rồi. Ui, nãy giờ mình đánh Pikachu của mình lên cũng được 95 kinh nghiệm rồi kìa các bạn. Ủa không phải, cái đó là máu. Chúng ta được 2 phần tư của kinh nghiệm rồi. Giờ chúng ta chỉ là việc mà đi lên đây nữa thôi. Mở cái rương nãy giờ cũng không xong. Ồ, đây là con dê đúng không? Con dê này bay được đúng không ta? Đánh luôn các bạn. Mình đánh chưa thường thôi nha. Rồi nó chết luôn rồi, đánh thường cũng chết nữa hả? Bên kia lại có một ngôi đền nữa kìa, ngon. Thôi bây giờ chúng ta lên đây trước cái đi, rồi xíu tính. Đây, ở trong đây nghe ghê quá các bạn ơi. Biết là mấy con hệ ma á hoặc là hệ tâm linh á. Ui, chúng ta gặp một con khá là to nè, nửa cây. À vậy là mình sẽ thu phục con này luôn nha.
Thu phục luôn. Đây là những cái con đầu tiên mình gặp ở trong cái mấy tập đầu nè. Rồi yếu rồi đó các bạn, thu phục rồi đó. Con này là hình như chắc cũng hệ ma luôn hay sao á. Ok, dùng Ultra Ball bắt nó coi. Dính không? Dính không, dính không, dính không, dính không. Pikachu mình mạnh quá các bạn ơi. Ráng tiến hóa là Raichu coi. Ui, không dính à. Lại một quả nữa. Mình đánh nó. Ui, nó hồi máu lên kìa. What the hell. Ui, ghê vậy. Biết hồi máu luôn à. Ui, nãy hồi nãy máu nó đang yếu các bạn ơi. Mình đánh một mình thu phục hụt cái máu nó đầy lên. Mình chưa xem nữa. Ôi, không sao. Không sao, không sao. Thôi vậy chạy đi các bạn. Đánh con này mất thời gian lắm. Đánh mất thời gian quá. Lên mở có cái rương không mà gặp tùm lum tùm la hết. À, không phải con này đâu. Con kia kìa đâu rồi, nó bay đâu rồi. Con này là con lồng đèn lúc nãy. Đây là con ma. Hết rồi, thôi lên mở cái này. Ui. Ui, cái này là cái gì ta? Pisemon Custom Most Spawner. À, là tạo ra mấy cái con mấy cái con boss các bạn. Mấy cái con Pokemon đây nè. Đúng rồi. Mình tắt đi rồi nên là chắc là nó nghỉ spawn ra rồi đó. Ok. Chúng ta mở là một cái Master Chest. Wow. Chúng ta được Spark Ball. Với lại à hết rồi. Được có nhiều à. Với lại được cái phát hiện được cái này nữa. Cái này đào về được không ta? Cái này dùng để spawn Pokemon thôi. Thôi thiệt là tào lao quá. Bên kia có một cái kìa. Với lại bên đây có một cũng có một cái đền nè. Trước mặt ở bên đó cũng có boss nữa các bạn. Qua bển luôn. Bụm. Ui da, gặp con gì đây? Thôi tôi không đùa đâu. Giờ mình sẽ đi gọi là đây. Mình sẽ cưỡi ngựa đi. Con ngựa này đi trên mặt nước được luôn nha các bạn. Không giống như mấy cái con ngựa trong Minecraft đâu. Đấy, trên mặt nước rất là đã luôn. Coi bên đây nó có cái gì mới mới không? Qua mình tham khảo luôn. Chỗ này đào được lót không vậy? Thôi đặt ra. Ui, lại mưa nữa rồi. Ui, ở đây có một con boss. Đây là một con cá chép nha. Nhưng mà mình có cá chép rồi, chắc là mình sẽ không bắt con đó đâu. Trời tối lại còn mưa nữa. Tại vì mình đi trời tối á, nó sẽ ra mấy cái con hệ là lạ các bạn. Rồi lại gặp mấy con quỷ này rồi. Mình không muốn đánh nhau đâu. Thôi mình đi lên một đường thôi. Có đường lên không ta? Đây. Mấy cái đền này bị hư hết rồi. Nên là thôi chúng ta phải đào lên. Chúng ta sẽ đào theo những cái góc này nè. Để tránh tiếp xúc với... Đấy thấy không? Đã tránh rồi nhưng mà vẫn gặp. Ok. Là mình bị rớt xuống luôn. Bên kia có ngôi đền. À ngôi đền đó nãy mình qua rồi. What the hell, lại gặp con này qua vậy? À, what? Thời luôn các bạn. Nãy ui. Mình thấy có một cái con boss Magikarp khá là to này các bạn. Được rồi, xíu nữa chúng ta sẽ qua chúng ta bắt luôn. Giờ lấy cái này cái đã. Chúng ta được Habanberry. Rồi tùm lum tùm la hết. Đồ tào lao không à. Ủa, mấy cái này chúng ta cũng có thể để cho Pokemon được nữa nè. Đâu vậy? Ơi, mất tia boss rồi các bạn ơi. Đâu rồi? Ủa, nãy mình thấy nó trên. Mình thấy nó trên mặt nước mà. Ui, xém nó rớt xuống chỗ kia là toàn đấy. Ôi, mất tiêu luôn. Ui, hồi nãy một cái con khá là to luôn. Mình định qua đây mình bắt nhưng mà mất tiêu. Trời, ổn quá ta. Ui, ở dưới đây có con gì nè các bạn. Con này là con ổ mấy con cá thôi. Dưới hệ nước này cũng không có con nào ngon bằng con cá chép hết trơn á. Con cá chép nó tiến hóa là được thôi à. Buồn ghê. Trời, mình đang tìm mấy cái con khổng lồ để mà mình bắt nhưng mà không thấy đâu hết. Thôi chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Sẽ đi qua bên đây. Bên đây chúng ta có một cái poke loot nữa nè. Tranh thủ tìm mấy cái này đấy, hồi mình về mình bán lấy tiền mua bóng thép. Tại vì hiện tại chúng ta chưa có nhiều những cái cây kia. Trong đây coi có mấy cái con hệ thường chủng không ta? Mấy cái con mà đặc trưng riêng của một cái vùng đất luôn ấy. Hên xui sẽ có nha. Mình có đem kẹo theo. Ồ, không có đem kẹo theo rồi. Kẹo để nhà rồi.
Tiếc tiếc là lúc nãy bắt không được con hệ bay ấy các bạn. Ui, ở đây có một ngôi đền nữa nè. Nhưng mà ngôi đền toàn là gặp mấy cái con gì đâu không à. Thôi, mình sợ quá đó, mình đánh quá. Ở trong tập lần trước á, các bạn nói với mình là con của Bugaboo, cái con chim gì đó, nó có thể tự, nó có chiêu tự sát ấy, nên là nó có thể hồi máu, nó có thể đây nè, con đây nè, nó vừa tự sát với lại nó vừa hạ đối thủ luôn. Đứng lại, đây, ok ngon rồi. Giờ chúng ta sẽ đánh bằng mấy chiêu thường thôi nha. Con này là vào 36 đúng không? Con ngựa, nói chung là con ngựa đánh cũng được, nhưng mà mình muốn lấy con mấy con này ra đánh đi. 36 mình lấy con level 48. Ui, không biết là con level 48 mình sợ nó xử đi luôn quá. Mình đánh một chiêu rồi, nhẹ nhẹ thôi. Chiêu này thôi. Đánh nhẹ thôi. Đánh nhẹ thôi nha bạn. Ê, ơi xem chết rồi kìa. Wow. Rồi, sau đó chúng ta chuyển sang con ngựa. Lấy con ngựa đánh một cái chiêu lúc nãy. Đó, như thể là có máu màu đỏ đỏ cho dễ thu phục các bạn. Mà mấy con thường thì chắc là thu phục bằng Ultra Ball dễ dính lắm. Đây mình đánh chiêu nào ta? Chiêu này đúng không? Gửi chiêu để mình có thể... Ý, gọi chết luôn các bạn ơi. Ôi, đánh mạnh quá. Nương tay không được. Ôi, chúng ta quá trời trái cây luôn nè. Con đó nó bay luôn rồi. Mình vừa lại nó bay luôn rồi. Ui, ui, coi, để mình coi con này coi, con này có bay được. Đứng lại, đứng lại. Chị nhanh quá. Ui, ở dưới cái có con cá chép gì kỳ vậy các bạn ơi. Ôi, mình, à, đây nè. Từ từ mình sẽ poke heal. Mình xuống mình đánh bắt con cá này cưỡi luôn. Ồ, đúng rồi, để mình lấy con cá chép xuống rồi coi mình cưỡi được không. Đây. Không cưỡi được nha các bạn. Không cưỡi được. Ở đây chúng ta có một con cá gì nè. Lấy hệ điện nè, hệ điện đánh hệ nước chắc được á. 38 đúng không? Mình đánh chiêu thường thôi. Sẵn mình thu con này vô luôn. Đâu, đánh chiêu mạnh thôi, chết không? Ôi à, vừa đủ để thu phục luôn, ngon. Đây, cũng thường thôi. Mấy con này đâu cần bỏ Ultra vô chi. Dính không? Dính mà. Không dính luôn hả? Bóng thường không dính hả ta? Con này nó không có hồi máu được. Vậy là chúng ta lấy Greyborn đi. Đấy, ném vô liền. Xoài. Lần này không dính nữa là mình thủ tiêu nó luôn nha. Ấy, không dính luôn kìa. Ui. Lại một lần nữa. Dính không? Cá chép ơi, cá chép ơi. Trời ơi, cá chép này của tôi, sao nó hà bóng như vậy? Bỏ Ultra Ball ra luôn các bạn. Thôi, xíu giờ mình tạo thêm bóng. Còn giờ thì mình tạm thời sử dụng tiền mua thôi. Chính rồi, chắc luôn. Ultra Ball cái chị nãy ném từ đầu rồi cho nó đỡ mất thời gian. Để coi, con này có thể bay được không? Có thể cưỡi được không? Đây. Wow. Con này hệ nước nha, nhìn là biết hệ nước rồi. Ui, bay được. Nhưng mà mình cưỡi được trên nước nha các bạn. Thôi, nói chung là cũng được. Nhưng mà nó đi chậm quá. Trời ơi. Đây này các bạn coi nè, coi mình cưỡi nè. Ảo lòi chưa? Quá ảo luôn. Con cá mà có cánh nó mới ghê chứ các bạn. Ui, mấy cái con này nè, mình ném ngay rồi bắt luôn nha. Hí. Rồi, tụi này nó bay cao quá. Con cá nè, trời ơi. Cá đúng mập luôn các bạn ơi. Trời ơi, con cá mập vậy, bởi hàng gì nè, nó bơi, nó cứ gọi là chập chân. Bị chìm xuống, thôi, vô ngủ giùm đi. Lấy con Ponyta ra mình cưỡi, có lý nữa. Rồi, nãy mình thấy một cái con này đó, nó TP đi, mất tiêu rồi. Ui, đây nè, bắt. Đứng lại. Rồi luôn, nó bay luôn rồi. Ơi. No. Thôi cài bỏ đi các bạn, không sao. Chúng ta sẽ tìm mấy cái con chim này nó bay sát mặt đất xíu. Giống như là mình lên núi cao một xíu là chúng ta thấy à. Hình như là bữa giờ mình đi quanh vẫn có mỗi cái khu này thôi đó các bạn. Bữa giờ chưa có đi ra thế giới nữa. Thôi mình lấy con rùa ra cưỡi cho nó nhanh ha. Mấy con này không bằng con rùa của mình đâu. Đây. Rùa siêu tốc độ. Đấy. Rồi. Mình bữa giờ mình bắt toàn hệ nước không à.
Không có con nào hơi bay hết. Con này đi nhanh hơn con ngựa nữa. Rồi nhưng mà bị kẹt. Với lại không có bay được thì rất là khó chịu. Bên kia có con chuột lang khổng lồ cục đá nè. Rồi mình đi bên hướng này đi. Ây da, giờ này còn gặp mấy con level 3 là sao? Trời ơi. Con rùa tuy hơi nhỏ rồi nhưng mà đi nhanh lắm nha. Qua đây chúng ta lại thấy ngôi đền. Bên đây thì núi thôi, núi rừng chập chừng. Sáng qua đây mình tìm thêm ui. Ở đây thì toàn là mấy cái con. Ui, con gì vậy? Con gì vậy? Ui, boss cách đây 50 mấy block các bạn ơi. À đây nè, đây nè, đây nè. À con xích xích khô à. Con này cũng rồi mình đánh thôi, đánh boss hên xui có đồ nha các bạn. Lấy Pikachu ra đánh đi. Nãy giờ chưa có đánh boss nè. Level 66 này mà. Chiến luôn. À Pikachu của mình hết máu rồi. Thôi toàn. Mình nên cày lên Raichu nhưng mà chắc là không đủ máu để chơi con này rồi. Ui, mình đánh nó không thốn luôn ấy. Không biết xích cồn này có hỏi gì mình cũng chưa check nữa. Con nhưng mà nó thấy vô là nó là con cái rồi nha. Giống cái. Nhưng mà Pikachu mình cũng chịu đòn ghê lắm chứ. Mình sẽ sử dụng Sora để mình hồi máu cho Pikachu nha. Hồi phát đầy máu luôn các bạn. Ôi, hồi được 50 à. Thôi cũng được. Vậy là chúng ta sẽ chuyển sang bé khỉ đi. Infernape. À phải đánh một cái nó mới cho chuyển. Rồi ok. Đánh cái đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua Infernape rồi đánh với bé này. Bé này giống như mấy cái con nấm vậy. Ủa nó không cho chuyển luôn à. Mình cũng có thể đánh bại được con này đó. Nhưng mà chúng ta cần phải tốn soda nữa rồi. Đây chuyển qua bé khỉ coi. Bé khỉ hơi lửa không biết đánh được không ta. Để thử luôn nha, thử sức luôn. Close combat nè. Ui. Ui con kia nó hồi máu các bạn ơi, nó hút máu nữa kìa. Rồi vậy. Nếu được mình bắt luôn con này luôn. Bắt được không ta. Hay đánh thêm phát nữa nha. Thôi mình bắt mình sẽ không có đồ đâu, mình đánh luôn đi. Rồi ok. Wow, chúng ta lại có kẹo rồi các bạn ơi. Đây, từ từ để mình lấy cái này mình cắt đồ vô nè. Ôi chúng ta lại có hai cái hộp Sunker nữa nè. Rồi ngon. Xíu nó lại làm thêm một cái rương được nữa rồi. À đây có đồ luôn nè, mình làm luôn ha. Cắt cái này vô. Rồi ok, mình sẽ làm đây luôn. Mình sẽ tạo cái bàn chế tạo trước. Mình làm thêm một cái hộp Sunker mình đựng đồ các bạn. Rút cái này ra, tạo bàn chế tạo. Rồi ok. Mấy cái này nhìn giống trái ác quỷ quá. Mấy trái berry nè. Rồi chúng ta có rương rồi. Tạo Sunker Bot thôi. Ok. Ngon lành chưa? Rồi bỏ đồ vô thôi. Bóng bóng này làm được gì ta? Thôi tí về tìm hiểu sao. Đấy. Xoài. Có thêm một cái Sunker nữa quá là ổn rồi đó. Rồi đập đi. Chúng ta có kẹo nè. Chúng ta nâng level cho Pikachu luôn nha. 56, ủa chưa tiến hóa nữa ta. Nghe nói 56 tiến hóa mà. Ui, à bên đây có boss rồi các bạn. Để mình cho đánh với con để mình hồi máu cái. Đánh với con này mình lấy đồ luôn. Đấy, Pikachu sức quân đi. Không biết đánh là, à vậy là đam gây là khá cao nha. Cũng gần nửa cây, ui nó gây lại mình cũng gần nửa cây kìa. Ui nó gây mình tới 30 đam lận, 30 máu lận. Con này chắc là phải cho Pikachu cày luôn rồi. Nhưng mà Pikachu sắp hết máu rồi. Sử dụng gì? Sử dụng soda để hồi máu lên. Hồi được 50, 80 máu cũng được. Nhưng mà bị đánh xuống cũng như không. Hồi ráng kích liễu bé này thôi. Ok, đánh một phát nó thôi là được nha. Nhưng mà mình còn ít máu quá, liệu có đánh được hay không? Oh no, con kia còn đúng một chấm nhỏ xíu. Thôi lấy Ponyta. À Ponyta cũng cắt vô luôn rồi. Lấy khỉ ra cày luôn. Ổn quá các bạn ơi. Rồi chúng ta được kẹo nữa nè. Ngon. Hồi máu lại cái. Rồi ok, chúng ta sẽ ném Pikachu ra. Hi. Lên level. Ôi nó vẫn chưa tiến hóa được à. Vậy là chúng ta phải dùng cái kia rồi. Cái viên ngọc kia rồi. Không có thể tiến hóa chai được các bạn à. Mới tiến hóa thành Raichu được ấy. Trời lại tối rồi, trời lại tối bắt đầu ra mấy cái con lạ đó nha. Ở đây có Mienfu.
Quên các bạn, thu phục vô từ từ để mình coi coi. Con này hỏi chiến đấu cũng được, chiến đấu đánh với hệ đá. À đây nè, đây có con bay nè. Con này bay được không? Ngon ngon ngon, bay được bay được bay được. Bay được bay được các bạn ơi. Đấy, level 9 hả? Tôi phục luôn. Chắc 9 mà. Chính rồi, level 9 mà không chín nữa thôi luôn á. Chín không? Chín không? Rồi ok, chúng ta bay được đó. Sạc PC, lấy con này ra. Đấy. Đưa con này lên. Uầy, cuối cùng. À nhưng mà không cưỡi được các bạn. Mình quên nha, tại sao lại bắt mấy cái con level thấp. Thôi không sao, mình có thể cày nó và tập sau chúng ta có thể bay được. Còn bây giờ thì đi về nhà. Về nhà, về nhà, về nhà chúng ta sẽ nâng bé Ponyta và Pikachu lên nha. Chúng ta có kẹo nè. Mình nghĩ chúng ta sẽ nâng con Ponyta lên trước đi. Ponyta vẫn chưa lên nữa à. 36 thôi. 37. Chiêu này yếu quá, bỏ chiêu này đi. 38. Ủa, Ponyta vẫn chưa tiến hóa à. Level 36 mà vẫn chưa tiến hóa à. Để mình thử cá chép coi. Đây. Cá chép tiến hóa chưa ta? Ui, cá chép tiến hóa các bạn ơi. Ok. Không biết là nó sẽ thành con gì. Bự lên. Bự lên, bự lên. Ui, bự thế. Uầy. Mày xem kìa. U. Rồng cá chép các bạn ạ. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Tự nhiên bị trừ máu là sao? Ấy da. Đâu vậy? Ui, có rồng cá chép rồi anh em ơi. Yes. Mới là level 27 thôi đó nha. Cho bé này ăn cái nữa. Rồi ok. Để mình coi coi. Tiến hóa lên nó có đổi hại không? Ủa nó bay được nè. Ủa sao để hại bay mà mình bay không được ta? What the hell, hư cấu rồi, lừa đảo rồi. Rồng cá chép này lừa đảo rồi. Cưỡi được thôi chứ không có bay được. Trời, vậy mình để hệ bay. Để mình xem coi con này xuống nước thì nó sẽ như thế nào. Giờ đi ngủ cái đã, trời tối rồi các bạn ơi. Đi ngủ xếp lại cái chỗ này cái đã. Tại vì mới để cái giường chưa có ngủ lần nào luôn. Gia gì? Gia Rados đúng không? Rồng cá chép. Wow, để mình coi coi. Con rồng cá chép này có thể tiến hóa thành rồng cá chép đỏ nè. Và tiến hóa thành con Mega. Hệ Mega thì nó sẽ thành một cái con rồng cá chép bay luôn. Mình ra đỏ nữa nè. Còn một cấp tiến hóa màu đỏ nữa. Wow. Cá chép cuối cùng thì cũng hóa rồng rồi. À hình như cái con cá chép lần lúc nãy thì nó đã cấp 2 rồi các bạn. Con này là chuyển sang cấp 3 hay sao nè. Con Pokemon này nè. Con Pokemon này nó vẫn có máu nha các bạn. Lại mưa. Ok, mưa. Để mình sẽ xuống nước mình thử coi là con này có thể đi dưới nước được hay không. Nếu mà nó đi ở chế độ bằng phẳng thì nó đi rất là nhanh nha. À, vậy là nó có thể cưỡi dưới nước. Wow. Dữ. Thôi. Đây nè, để mình xuống. Để mình lặn xuống cho các bạn xem. Họ không có lặn xuống được rồi. Đây. Rồi. Cưỡi chưa? Cưỡi chưa? Ui, nó lặn xuống y chang mấy con rồng châu Á luôn nha các bạn. Bên châu Á đấy. Để mình tìm. Đây, đây, đây. Trước mặt của mình đây là một cái hồ rất là rộng nè. Đó, chúng ta sẽ xuống test rồng luôn. Trời mưa đó chứ. Quá là đã luôn. Đây. Đây nè, con cá chép lúc nãy nè. Con cá chép này là nó cũng bự rồi. Nên là nó tiến hóa rồng cũng khá là nhanh. Cá chép hóa rồng. À, quá đã rồi các bạn ơi. Giống như là chúng ta đang cưỡi Tiểu Long Vương. Tiểu Long Ngư. Wow. Quá dữ, quá dữ. Chúng ta có thể thả được dưới nước luôn nha. Rồi, được rồi, vậy là quá ổn rồi các bạn. Trời mưa nhưng mà ở trên đây thì nó, ở dưới nước thì nó vẫn rất là yên bình các bạn ơi. Ui, bên đây có boss. Ê, quýnh luôn, quýnh luôn, quýnh luôn. Đây, con boss nãy, hồi nãy giờ mình đang trông chờ con này nè. Ha ha, ráng luôn, phục con bé này luôn nha. Thờ, để mình lấy con VIP VIP ra cái. Lấy Pikachu ra đi. Chúng ta sẽ chuyển con khỉ lên Poke heal liền. Mẹ đi, ngồi nó biến mất tiêu là mệt á. Đây. Và trận chiến dựa trên mặt hồ các bạn. Khỉ lửa đấu với Swampert level 71.
con này hệ nước hả? Mình lấy hệ lửa là đánh không? À thôi đánh cũng được, cũng gây đam được. Uầy nó mạnh thế. Thôi vì nó hệ nước nó khắc mình. Hệ nước là phải lấy hệ điện ra. Pikachu, sức quân đi Pikachu. Đây 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 đây. Uầy mạnh thế. Mình chưa đánh nó luôn ơi. Rồi luôn, toàn các bạn ơi. Thì coi, ở đây chúng ta còn con gì? Awanic, Awanic thử coi. Uầy, à con Awanic chịu đam được nè. Nhưng mà đánh lại thì không thấu. Awanic có chiêu Bubble Team nè. Bubble Team là chiêu nước, cũng khá là mạnh đó. Nhưng mà đánh cũng không thấu cái con này luôn, con này mạnh quá. Bubble thứ ơi. Uầy, mạnh quá, mạnh quá. Mà máu, còn máu không? Còn Berry thôi. Berry này hồi được bao nhiêu? Hồi được cũng 20 máu. Thôi cũng được. Chúng ta không có thể đánh được câu giờ thêm một ít. Football chim đâu? Bán câu máu đó. Rồi luôn, toàn các bạn ơi, chưa đánh nó toàn rồi. Chúng ta lấy con rồng cá chép luôn. Hey, rồng cá chép đánh với con này thử ơi. Ồ, mình quên xem chiêu của rồng cá chép có một chiêu hệ băng nè. Ui, rồng cá chép cũng chịu được đam đó. Chiêu hệ băng thì hơi yếu. Tại vì nó mới lên level rồi các bạn. Rồi luôn. Con này mạnh quá. Level 71. Lấy con rùa thứ ơi. Con rùa hệ lava chắc là bị đánh xong một cú quá. Ờ biết ngay mà. Vậy là mình cần phải luyện Pikachu mạnh lên rồi. Chúng ta còn con ngựa nè. Con ngựa này thì có chiêu gì ta? Ground thứ ơi. Ui mạnh quá. Chạy chạy chạy. À con rồng cá chép còn một máu các bạn. Trời ơi nó mạnh kinh khủng khiếp luôn. Rồi chết luôn. Poke hiệu nó đánh nguyên dạng Pokemon của mình luôn các bạn. Cái con này hỏi gì ta? Để mình quên check hỏi đó nữa. Đây mình gọi lên mình coi coi. Con này là hỏi đất và nước. Nó được tiến hóa từ cái con này nè. Uầy, ráng bắt được con này cũng ngon lắm các bạn ơi. Giờ mình về mình bán đồ đi. Giờ mình bán đồ mình ra mình bắt con này lại. New Boss. Rồi xếp này lại nha. Hy vọng đừng có đi đâu nha. Về nhà bán đồ, về nhà bán đồ. Đâu rồi đây. Ui có con gắn A3 các bạn ơi. Bắt luôn. À quên chưa có bóng, chưa có bóng. Bán đồ cái mới có bóng nha. Con gắn A3 kìa cũng ngon đó chứ. Lấy đồ rồi mình bán nè. Electric Game này. Cái này là mình để vào Pikachu nè. Để kích hoạt cho nó. Coi chiêu mạnh nhất của Pikachu là chiêu Wheel Charge, Thunderbolt và Discharge. Nói chung là cứ lấy hết mấy này ra đi. Cái nào bán được thì bán, không bán được thì thôi. Còn một cái Sugar nữa nè. Bên đây chúng ta còn mấy cái đồ tào lao không à. Không có đồ nào để bán được hết á. Nhưng mà thôi vô bán thử coi. Wow, Powder chúng ta bán được 1.000 năm. Cái này không bán được nha. Bán tào lao rồi đi đây. Bán cái powder này đi. 1.000 năm đúng không? Ultra Ball bao nhiêu? Ủa nó hết cho mình mua Ultra Ball rồi. Oh no. Thôi không sao. Chắc là mình bỏ con boss đó thôi các bạn à. Với lại thời gian video cũng có hạn nên là bỏ con boss đó thôi. Con boss đó đánh chắc không lại đâu. Mình còn một quả gọi là Spot đúng không? Spot mình cắt trong đây đúng không ta? Tại vì mình lười đi chế bóng Pokemon quá. Thôi để chắc là apply rồi mình sẽ chế sau. Rồi. Ui ở đây có con mèo với lại con gắn A3 luôn các bạn. Đây, một đội luôn. Biệt đội luôn nè. Con này mới level 27 à. Nè bóc đúng không? Lấy rùa ra đánh với nó đi. À lấy Pikachu đánh với nó đi. Không biết được rồi. Thu phục luôn, thu phục luôn. Pikachu thường hay đánh với mấy con rắn A3 ở trong phim cũng như vậy đó. Spot Ball thứ ơi. Còn một quả luôn nè. Còn đúng một quả này luôn á. Mình chưa có thời gian để tạo thêm bóng nè. Không biết dính không? Ok không dính luôn. Rồi ngon. Ngon lành canh đào. Còn rắn A3 của mình coi. Uầy. Xoay. Xịn xò các bạn. Xịn xò con bò. Hãy đọc nha. Wow. Con này có tiến hóa không? Con này có tiến hóa thành màu vàng các bạn. Wow. Tuyệt vời, tuyệt vời. Để mình test đây. Đi test skill với mấy cái con của Bắc này coi. À quên mình đánh hết máu rồi. Chạy chạy chạy.
Ok, hiu. Đây là mình đánh với con này thôi nha. À quên, quên xem chiêu của nó nữa. Chiêu của rắn A3 là chiêu... Wait. Cross, cross 80 đam nào. Uầy, mạnh thế. Đây nè, để mình đánh thử cross thôi. Wow. Cũng được, cũng được. Con này cưỡi được không ta? Uầy, cưỡi được luôn các bạn. Sai. Xin so cốc bò luôn. Ngon lành chưa? À, ở đây có một con rắn nữa nè. Chắc là mình bắn thêm một con rắn nữa để cho nó đủ bộ rắn luôn. Cặp rắn các bạn. Cặp rắn. Con này thì Sweeper cũng hay độc. Mấy con rắn thường là chủ yếu là hay độc thôi. Ok, mình nghĩ là tập này tới đây thôi các bạn à. Và tập này thì nói chung là tìm được rồng cá chép là cũng khá là ngon rồi đó. Ok, thì bạn nào biết cái cách nào mà gọi là có thể spawn ra những cái con Pokemon mà đã có nè. Spawn hết luôn nha. Kiểu như ở đây mình có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 con đang sở hữu nè. Không tính mấy con trong máy tính nha. Là mình có cách nào để triệu hồi ra 6 con một lượt ở đây không ta? Mình nhớ là có cách đó, nhưng mà mình quên rồi. Đây, để mình thu hoạch cái đi. Thu hoạch cái đi để tập sau mình làm mấy quả bóng cho nó tiện. Tập này nói chung là không có tìm ra bóng chắc nhờn thì nói chung vậy thôi là ổn rồi. Cắt bớt đồ vô cái sườn cơ cái đã. Đó, mình sắp xếp một cái rương khác để mà để trồng bóng, à nuôi mấy cái quả bóng này. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. À, đừng quên bình luận hướng dẫn mình cái đó nha. Thấy không? Thấy rồng cá chép mình ngầu không? Còn bây giờ thì chúc các bạn một cái tốt lành. Hẹn các bạn tập tiếp theo của Minecraft Pixelmon. Bye bye.